bạn học những cái lớp thu hút tiền bạc và thấy hiệu quả nhưng sau đó không áp dụng bởi vì bạn 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 cảm thấy là uh, không muốn áp dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền. Thế thì thực ra ấy, ở đây mình muốn chỉ cho mọi người thấy luật hấp dẫn nó luôn luôn được áp dụng cho dù bạn có ứng dụng nó hay không ứng dụng nó. Đơn giản nhất là luật hấp dẫn uh, nó giống như luật uh, gravity vậy đó, law of gravity là việc bạn được hút tại bởi cái trái đất ấy. Nó vẫn được diễn ra cho dù bạn chủ đích hay không chủ đích và manifestation phải dẫn luôn luôn diễn ra cho bạn chủ đích hay không chủ đích thế nên là đối với mình ấy, khi mà mình phát hiện ra là à luật hấp dẫn nó vẫn diễn ra thì tại sao chúng ta không chủ đích làm cái việc đấy cho nó có mang lại cái lợi ích cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh mình thay vì là mình cứ chờ những cái gì đấy nó đến và mình không thể nào mà kiểm soát được cái hệ quả của nó đúng không ạ hết điều đầu tiên mình muốn chỉ cho bạn thấy là luật hấp dẫn luôn luôn diễn ra cho dù bạn có chủ đích hay không chủ đích kiến tạo nó vậy thì ở đây á mình không bao giờ nghĩ là chúng ta nên học tiền bạc để thu thêm tiền với một cái long tham bởi vì trong trong cái lớp money mindset nếu mà bạn đã học á thì mình dạy cái cách mà bạn nói nhận sự chủ phú là khi mà bạn trao đi nếu mà bạn nào đã nghe ba cái bản podcast về bí mật của sự chủ phú thì cái điều đầu tiên mình giới thiệu đấy là uh, điều đầu tiên để một con người đón nhận sự chủ phú đấy là sự cho đi tức là khi mà họ khi mà họ ở trong cái trạng thái năng lượng cảm giác như này này khi mà bạn ở trong một cái, cái 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 năng lượng mà bạn đã có quá dư giả rồi thì lúc đấy bạn thực sự rất muốn cho đi một cái gì đấy um, và mình nhìn thấy được cái vấn đề của rất là nhiều bạn coach và rất là nhiều những cái bạn làm business uh, hoặc hoặc rất là nhiều bạn làm startup đấy là các bạn ấy luôn chật vật với dòng tiền mà không để bản thân mình thực sự yêu tiền và đón nhận được cái dòng tiền đến với mình một cách dư giả hơn bởi vì khi mà bạn thực sự ở cái công nước của bạn nó nó dư rồi nó đầy rồi khi mà nó đã go overflow cái công nước đấy rồi thì chắc chắn là bạn có thể cho đi rất là nhiều Và khi mà bạn cho đi rất là nhiều Đấy là đại diện của việc bạn đang sống trong sự chủ phú Và khi bạn sống trong sự chủ phú Thì cái việc bạn thu hút lại sẽ luôn luôn là sự chủ phú Sự chủ phú nó có thể đến là cái dòng tiền Hoặc có thể đến là bạn nhận được rất nhiều, nhiều tình yêu Đến với bạn, bạn nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ Đến với bạn Ở đây mình xin nhấn mạnh lại là Tiền bạc đó chỉ là đại diện của cái masculinity Cái tính nam mà bạn sẽ nhận được Cái sự support, cái sự được ủng hộ Cái sự được giúp đỡ, cái sự được nuôi dưỡng Được không ạ? cái đấy nó chỉ là đại diện thôi thế nên là cái sự chủ phú nó không chỉ nằm ở tiền mà sự chủ phú nó nằm ở việc bạn đón nhận được thực sự rất là nhiều những cái phép màu rất là nhiều những cái opportunity cơ hội rất là nhiều những cái sự support à, ví dụ như bạn ra đường đơn giản như là tổ xích xe chẳng hạn thì sẽ có một người đến đến giúp bạn không không lấy tiền thì đấy nó là sự chủ phú đúng không ạ? Hoặc là khi mà bạn uh, dắt xe ra khỏi uh, văn phòng thì có một ai đấy đến là dắt xe giúp bạn, đấy là sự chủ phú. Sự chủ phú là việc bạn nhận ra được bạn đang được sự giúp đỡ của tính nam, uh, không phải chỉ là trong cơ gia đình mình, trong uh, mối quan hệ của chính mình mà là đến từ rất là nhiều người bên ngoài nữa. Và đấy là cái bản chất của sự chủ phụ Thế nên đừng nghĩ là bạn cần phải học tiền để thu hút tiền Và nó sẽ kích động lòng tham Dĩ nhiên là khi mà chúng ta làm việc với tiền á Nó sẽ lên rất là nhiều những cái vấn đề Những cái trigger ở bên trong Những cái wound, những cái tổn thương bên trong mình Và nó sẽ rất dễ dẫn tới cái việc là chúng ta nổi lên những cái tham sân si đúng không ạ Thế nhưng mà khi mà chúng ta có thể nhìn thấy là tiền nó giống như một cái người sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ bạn và đi đồng hành cùng với bạn và giúp cho bạn Uh, đạt được cái nhiều 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 điều hơn và giúp cho bạn hoàn thiện được support được cái purpose của bạn nhiều hơn cái mission của bạn nhiều hơn ấy bạn sẽ có một cái ánh mắt nhìn một cách thực sự neutral neutral là gì thì tim có thể để lại ở chị bên dưới tức là bạn có thể nhìn nó một cách không bị dính mắc và cũng không bị trigger uh, và đấy là cái cách mà bạn thực sự cần phải sống đối, đối với đồng tiền